Chào anh em nha, bữa nay Thanh ra quay cái chuồng dơi dắt sáng dơi về cho anh em xem nha. Còn tối quá, hôm nay nằm mấy 6 giờ mà còn tối quá. Còn tối quá, cái ổi của mình. Đó, giờ mình đang bắt tiếng dơi túc nó về nè, nó bay về. Mà các anh em thấy không? Nó dơi đang về nè. Để mình đi qua mấy bên kia quay cho nó sáng, bên đây tối quá. Sầu riêng mình mới trồng khoảng 4 tháng. Mình làm cái chuồng dơi này đặng mình bón phân nhà, chứ để mua tốn tiền quá. Đây chuồng dơi của mình đây, dơi đang về nha anh em. Để đi bên kia quay lại cho nó sáng. Nhỏ chuồng em nó xíu à, tự làm luôn á. Thấy cái lỗ đã không? Lỗ đó em lên xuống đặng thay lá đấy. Cái lò mình đang túc ở trên đó đó. Đây phần nó ỉa hôm giờ nè, tối quá. Để hồi sáng sáng Hiếu quay phần cho mọi người nha. Đây là vườn của mình. Đấy, sầu riêng tốt không? Để đi xa xa là quay cảnh vừa về. Qua đây sáng hơn nè. Đó, chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em? Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua lo bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái lo với tiếng. Đó, mọi người nghe tét 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 không? Là mình đang bắt tiếng dơi với anh á. Để gọi nó về nó mới nhanh vậy chứ làm mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy tới thui. Đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó rồi, xong mà găm luôn rồi đó, mọi người thấy không đó, giờ mình đang về. Mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Bỏ ra có 50 triệu bạc. Cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu. Mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được. Buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin. Đi bẫy chim rồi, các kiểu lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng lên lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây là cái lò này. Rồi cho em thử nè. Rất là gọn nhẹ. Pin hết một ngày luôn, chắc được 8 9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đầu nhất thiết ấy rồi nè. Nè, đang hát phải không? Nè. Nè. Em bấm đứng lại nè. Ủa quên bật công tắc. Nè. Rồi, im. Phát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ, hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác. Đấy, vậy đấy, này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè. Nè, thấy không, bấm cái thấy không nè. Nè, nè, âm lượng đó.
Rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em cua dời cái cho mọi người coi sáng đây nè. Cũng vô mới được. Ôi, có con dơi quả thì nó bự trời. Ôi, con dơi này phải đuổi nó đi. Rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ. Đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ, hôm giờ nó ế được trên đây nè. Ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á. Đó, thấy chưa mọi người. Rất là tốt, phân mình làm chuồng mình ở nhà dày ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi, lời nói sau cùng cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha anh Thận.